bạn mua là nó bán 2 năm. Thank you.
khắp này không cần đâu. Nhiều mấy thùng thay. Sống vào nó ngon đấy. Nên là tôi đã mặc thằng này mặc xe mà nó đã mặc chỉnh khẩu cháu à.
cái chùm này, chùm này là lúc này đây cái túi chứ. Lúc này cân nhiều không? Cân rưỡi. Và cân hai cân tám. Khát quá rồi ấy nhỉ. Cảm ơn bé nhé. Cái tóc của bé mất thì sao làm? Bé chồng. Bé chồng thế ạ? Sướng sướng này, bó té nữa vậy ạ? Có té mình sẽ đi đâu các bộ lọc hơn nữa với ạ? Ôi, chết bao giờ.
chèo hay à? Giúp bà đưa em với con đi làm nhé. Được mà. Em uống nước đi. Ừ, thì em cảm ơn anh nhiều nhé. Không có gì đâu. Em cảm ơn trước nhé. Không có gì đâu. Em cứ uống nước đi. Thank you.
kia. Tình cờ em thấy Tiểu Khánh thân thiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nè lão các chú xe à các xe đó là nói hiểu anh nhiều tuổi à ồ đã nói hiểu ít này tuổi thế giờ giờ mà ồ giờ tiền lấy chị nuôi nó cũng thấy tao có chị có cho có từ mấy nhiều mùa ít nữa nhân cho ít chạy nữa nhân cho có đây có một cái từ mẹ nữa có một cái từ mẹ các chị cua chắc con á cũng một cú là nè các này các từ mẹ nha nè anh sắp cua nè nè chị anh nhắc con nè ôi các cha tụi mình nhiều muốn đập cũng nhai cũng chịu ăn được đi à cũng yoga thế cũng chịu tụi mình nhiều ai các tụi mình nhiều thì các cha muốn đập cũng nhai cũng chịu yoga nè chơi chơi gì cũng yoga yoga ไอ้ยูนอยู่ตายแล้วนะครับ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 นะคร
chưa chờ hiện tại chị muốn đang xin luôn đó anh nói giờ thì muốn nhiệt thì nó chị họ trời xin mẹ ưu thế đó chị cũng mày bắt cho một tu đó có các cứ cho xiếc mày bắt cho một tu đó có nè cũng mới lại đứa anh cháu coi chị nói mình lo cho mình có chị mình nhớ nào tại đứa nào đó ôi lên đã làm mà chị muốn đang xin luôn nè tụi men đâu có mùa ná à, tại mà tại đó lúc tụi men ná ừ mà mùa ná chơi là như thế này ạ à, đúng thật sự như là con nói thì là chúng tôi sẽ làm cái cam kết cho con nuôi đứa con này vâng đúng rồi như vậy anh ạ là đúng bố mẹ nó không lấy nó nữa thì tôi sẽ có trách nhiệm là làm cái giấy cam kết cho cô để con nuôi đứa con này.
tôi mà. Tôi đã làm để cái cam kết cho cô chú rồi, nên là đây là cô chú cũng là chăm sóc tốt cho vợ đấy. Về phần Tiểu Khánh thì là em sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, bởi vì là em cũng rất là thương nên là em sẽ cố gắng chăm sóc tốt và dạy dỗ cho cậu bé trên người em ạ. Huh?
Chú này đói lắm rồi nhỉ. Ha 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 ha